Đường Hoa Xuân 2019 tại khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè được thực hiện với chủ đề Tết An Lành, Xuân Thịnh Vượng, có quy mô gần 4.800 m², được thiết kế theo 3 không gian chính: Tết Ấm No, Tết Quê Hương và Tết Tân Tới, với phong cách mỹ thuật mới lạ, sắc sảo, tươi đẹp, ấn tượng, các lối đi thông thoáng, đa dạng các tiểu cảnh. Đây là năm thứ 3 chương trình Hội Hoa Xuân được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước cùng Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức. Hy vọng sẽ cùng với các doanh nghiệp chung tay mang lại một mùa Tết Kỷ Hợi an lành, hạnh phúc cho những người lao động tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố. Thứ trưởng được kính mời bà Trần Hải Yến, Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố. Thứ trưởng kính mời ông Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố. Thứ trưởng kính mời ông Đào Xuân Đức, Phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố. Chúng tôi trân trọng được kính mời ông Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè. Thứ trưởng được kính mời ông Nguyễn Minh Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nhà Bè. Thứ trưởng kính mời ông Bùi Hòa An, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, cùng ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, sẽ thực hiện nghi thức kết băng khai mạc Hội Hoa Xuân. Trân trọng kính mời lãnh đạo và các vị khách quý, kết băng khai mạc Hội Hoa Xuân Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tết Kỷ Hợi 2019. Từ những loài cây, hoa trái muôn sắc của mỗi vùng miền trên dải đất Việt Nam, qua bàn tay vuông xới của người nghệ nhân các làng hoa, Tết An Lành, Xuân Thịnh Vượng được tái hiện theo chủ đề các đường hoa Hiệp Phước Kỷ Hợi năm 2019. Sẽ là những con phố hai bên ngập tràn hoa, nằm bên thềm nhà đón khách đến thăm. Hoa trên bệ cửa sổ duyên dáng khoe mình, hoa ở các cột điện phố nhỏ thềm xưa. Hoa ngập tràn đời sống, đời phố, đời người, để cùng người dân tống cựu, nghinh tân, đưa tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Các gánh hàng hoa, xe đạp, xe thổ mộ chở hoa, thuyền hoa trên những nẻo đường làng quê xa xôi, chở hoa về thành phố cũng được phục chế lại. Tất cả gợi nên cảm giác đêm mùa xuân từ thôn làng về nơi phố thị, và dường như những gợi nhớ đến một mùa xuân của thời ấu thơ trong mỗi chúng ta háo hức đón Tết về. Hội Hoa Xuân Khu công nghiệp Hiệp Phước năm nay bao gồm các sự kiện sôi nổi liên tục được tổ chức từ ngày 28 tháng 1 năm 2019 tại số 6, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
Tết vui tươi, vui vẻ và có thể tận hưởng được cái không khí hội hoa xuân tại khu công nghiệp Bình Phước huyện Nhà Bè mà không phải đi đến Linh Sơn thành phố. Về chúng tôi cùng với huyện Nhà Bè quyết định tổ chức cái hội hoa xuân. Năm nay là năm Kỷ Hợi, linh vật năm nay là con heo, biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng. Và bên cạnh đó là sẽ thiết kế dòng thác hoa đổ từ trên cao xuống, thể hiện sự tài lộc, những dòng chảy về sự thịnh vượng. Và mặt khác cũng là có nhiều cái loài hoa thể hiện cho cái sự thu hút đầu tư của khu công nghiệp Phước từ nhiều quốc gia đổ về khu công nghiệp Phước để làm ăn phát triển. Năm nay so với năm rồi thì ngoài những cái chương trình và thường niên thì chúng tôi có thiết kế cái đường hoa cũng mang đậm những cái dấu ấn truyền thống như là những cánh đồng lúa, sau đó dẫn tới những sự phát triển nở rộ của những nhiều cái loài hoa, nhiều màu sắc, thể hiện cho cái sự chua nở, thể hiện cho sự phát triển của tương lai Bình Phước như cái nhà bè nói chung, và có nhiều cái hoạt động phong phú trong vấn đề chăm lo cho người lao động tại Bình Phước. Nổi bật nhất trong các hoạt động vui xuân chính là điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại đường hoa khu công nghiệp Hiệp Phước. Do cái địa thế rộng rãi nên người xem sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh pháo hoa trước mắt, không bị che khuất tầm nhìn bởi các tòa nhà cao tầng hay sự chen chúc mệt mỏi. Đây là một đặc điểm nổi trội mà bạn không thể có ở bất kỳ lễ hội pháo hoa nào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghiệp Hiệp Phước là khu công nghiệp đầu tiên trong cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tổ chức hội hoa xuân và bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạo điểm du xuân mới ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần giảm áp lực việc du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố. Tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ trong đêm 30 Tết sẽ là những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Nhóm Nhật Nguyệt, vân vân, với sự dẫn dắt của MC Phương Thảo.